Bây giờ thì cũng đã là cuối giờ chiều rồi. Vâng. Thì thể theo nguyện vọng của rất nhiều các bác đang rất muốn và cực kỳ muốn là sắm cho mình được một bộ dàn vừa đẹp lại vừa hay. Đấy thì em cũng tranh thủ vừa rồi đang đóng hàng gọi là táo hỏa lên. Vâng. Đấy, đang tranh thủ để làm sao để mà cho kịp cái tiến độ để các bên đơn vị vận chuyển người ta đến người ta lấy nhá. Hiện nay em cũng đã phối ghép một bộ phải nói là mỹ mãn luôn, mỹ mãn cuộc đời luôn đấy cho các bác nhé. Các bác nào mà đã chuẩn bị sẵn tiền rồi nhá, các bác nào chuẩn bị sẵn tiền rồi thì chuẩn bị alo nhá, cất điện thoại lên gọi cho bên em ngay nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581, hoặc quý vị có thể liên hệ thêm một số nữa là 0979891682 1682 nhá. Còn địa chỉ quý vị có thể qua xem hàng trực tiếp là số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng. Các sản phẩm hiện nay đang rất là hot nhé, bởi vì lý do tại sao ạ? Vì các hàng những cái dòng này bây giờ bên kia gần như càng ngày càng khan hiếm. Đấy. Các dòng dàn rẻ, dàn xấu thì có thể nó vẫn còn nhiều, nhưng những dòng dàn đẹp và hay nhảy thì lại vừa tầm tiền nữa thì gần như là rất là hiếm nha quý vị nhá. Đấy. Và con này nó hay ở điểm gì? Em sẽ xin mời quý vị và các bạn theo em để chúng ta tìm hiểu cái bộ dàn nghe nhạc chất lượng cao này nhá. Đấy. Đây là bộ dàn MA3 nha quý vị nhá. Đây là bộ dàn MA3. Đấy. Bộ dàn MA3. Bộ dàn này thì em phối ghép với một cái đôi loa phải nói là cực kỳ khủng luôn. Đôi loa này là đôi loa MG55. Tại sao cái dòng MG55 này nó lại lại khủng như vậy? Bởi vì quý vị nhìn này, toàn bộ cái dòng khác thì người ta thiết kế theo kiểu khác, nhưng riêng cái dòng MG này nhá, nó ốp toàn bộ quý vị nhỉ, vân gỗ hết nhá. Đấy. Đây. Đấy. Quý vị nhìn thấy đẹp chưa? Toàn bộ vân gỗ đây, máy ảnh của em thì nó hôm nào em sẽ phải nâng cấp thêm bởi vì nó chưa đạt được cái độ mà gọi là đẹp so với cái vẻ ở bên ngoài nha quý vị nhá. So với những cái gì thực tế bên ngoài nó chỉ đạt được cỡ khoảng tầm 60% cái độ đẹp của bên ngoài thôi. Cho nên hôm nào em sẽ lại nâng cấp tiếp máy ảnh. Vâng, đấy. Đây, đây là đôi loa MG55 quý vị nhìn thấy không nhá. Đấy, MG55 đấy, con này công suất của nó là 50W trở kháng 6 ohm. Đấy, tất cả dòng này là hàng nội địa nhập về nhá quý vị nhá. Nhà em là toàn bộ là hàng nội địa nhập về nhá. Vâng, sử dụng điện áp 100V nhá quý vị nhá. Đấy. Đây quý vị nhìn này, đấy, một con này sử dụng là một tép dom nhá, một tép dom cực khủng luôn. Đấy. Cho chất âm cực kỳ hay, riêng dòng tép này cho cực cực kỳ hay nhá. Ngoài ra dòng này nó còn có thêm một cái loa bát nhá quý vị nhìn này. Loa bát này nó là bát bình thường, các thằng khác nó chỉ bát 11 hoặc bát 12, nhưng thằng này bát 14 nhá quý vị nhá. Cho nên là con này gần như là các giải nó đánh đều cực kỳ hay luôn. Đấy. Âm trầm của con này đánh phải nói tuyệt vời luôn nhá. Âm trầm của cái dòng loa này đánh tuyệt vời luôn. Đấy. Không phải suy nghĩ đâu quý vị ạ. Đấy. Những cái dòng này em đánh ở trong các trong phòng gần như là không cần phải sử dụng thêm súp luôn mà còn phải giảm cái tiếng trống nhá. Đấy quý vị nhá. Đấy. Đấy là về loa. Đấy, loa rất đẹp quý vị ạ nhá. Đôi loa này cực kỳ đẹp. Đấy. Quý vị nhìn đây. Đấy. Quá là đẹp luôn nhá. Đó. Đây. Đấy. Quá đẹp luôn nha quý vị ạ. Toàn bộ thân phủ hết cái gần như là cái dòng gọi là vân gỗ hết xung quanh nhá. Cho cái đôi loa nó tạo lên một cái vẻ cực kỳ sang trọng quý vị nhá. Đấy. Tiếp theo nhá, tiếp theo ở đây, đây là dòng MA3. Vậy dòng MA3 có gì nổi bật? Con này có gì khác với những con khác ở điểm gì nhá? Thứ nhất là cái dòng này ngoài sự kết hợp với con MG55 này tạo ra cái tiếng bát và tiếng chép tiếng rất hay luôn quý vị nhé. Đấy, con này có thể chỉnh được bát chép ở ngay trực tiếp trên máy đây quý vị nhìn này. Đấy, quý vị nhìn đây, nó đang là ở bát là ở 00, mình có thể vận lên nhá quý vị nhìn đây, mình có thể vận lên tăng bát đây. Đấy.
tăng lên đến mức 10 luôn nha quý vị nhá. Đấy. Của nó tăng lên rất cao, lên đến mức 10. Thực tế thì em luôn sử dụng ở cái mức mà nó vừa phải, là mức 4 đến mức 6 thôi. Đấy. Chưa bao giờ em nên nghe lên đến mức 10 đâu. Đấy. Tiếp theo nhá. Quý vị nhìn đây. Bát của nó cũng tăng lên đến tận mức 10. Cũng tăng lên đến tận mức 10 nha quý vị nhá. Đấy. Vậy thì cả bát cả chép các thứ là đều ok hết đấy. Ngoài ra nó còn có một cái đường là SDB. SDB này nó là để làm gì? Đấy. Đấy, đây này, on này. Cái dòng này nó cũng tạo thêm tăng thêm một chút âm trầm nữa nha quý vị nhá. Đấy, đường SDB đấy. Đây. Đấy. Ok. Đấy, ngoài cái việc sử dụng tăng bát chép đấy bằng sử dụng là cách đây này, quý vị chọn tông. Đấy, quý vị chọn tông sau đó là mình có thể tăng giảm ở theo cái nút xoay này nhá quý vị nhá. Đấy. Những cái dòng MA3 này thì quý vị có thể là nghe đài FM 108 quý vị ạ. Nghe đài FM 108 ở đây nhá. Đây. Ví dụ đây, nhưng FM 108 này quý vị phải có cần anten ở tại nhà quý vị bắt vào nha quý vị nhá. Đấy, ví dụ đây. Có thể mình sẽ đây FM đây nhá. Đấy, chỗ này là FM này, đấy mình có thể dò kênh quý vị ạ nhá. Đây, mũi tên này, dò kênh này, quý vị nhìn này. Đấy. Đấy. Chúng ta dò liên tục. Đấy, khi quý vị gắn anten vào thì nó sẽ có cái tín hiệu nha quý vị nhá. Đấy. Đây, em sử dụng chỉ có một cái dây thôi ở chỗ khu của em. Nó là khu Mỹ Đình. Cho nên là cái bắt sóng nó rất là tốt, rất là khỏe. Không biết là khu vực nhà quý vị có bắt khỏe như thế này không? Đấy. Ở đây em chỉ cần dùng một cái dây loa thôi, chưa cần dùng đến anten, đã bắt rất tốt rồi quý vị nhá. Đấy. Đây. Đây. Em bắt rất nét, rất trong nhá quý vị nhá. Đấy. Các tần số quý vị tự xem, ví dụ nhà có những rất nhiều tần số 90 này rồi các thứ gì đấy. Đây, đây. Mình sẽ xem là nó có đến tần số bao nhiêu nhá quý vị nhá. Đây. Đây, 98, 99, 100 này. Đấy, tần số 108 hàng rất hiếm, không phải con nào cũng có đâu. Đấy, đây quý vị thấy không? 108 nhá. Đấy, đây này, đấy. Đấy. Đấy, 108 thấy chưa? Ừ. Ok nhá. Là FM là đã là của nó là 108 rồi. Việt Nam và lúc Sombua đấy, kể cả 101 đây, nó cũng sẽ có. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao. Rồi, đây là về vấn đề FM nhá quý vị nhá. FM dành cho những người yêu nghe radio. Ngoài ra con này còn có các tính năng như tính năng chạy MD và chạy CD. Em cũng nói thêm hai cái dòng MD và CD này do những cái model này của hàng Nhật hàng bãi về nó cũng hơi lâu một chút rồi. Đấy, hơi lâu ở đây có thể là người ta có thể trong quá trình người ta sử dụng nhiều hay người ta sử dụng ít thì nó sẽ vẫn còn có thể sử dụng được về cái vấn đề mắt. Chúng ta đã biết rồi, cái mắt đọc CD là một trong giống như kiểu là cái lốp xe máy hoặc là nhông xích xe máy ấy, là khi mà dùng nó đến thời hạn là sẽ phải thay. Đấy, thì ở đây em sẽ thử luôn cho quý vị xem là cái MD và CD nó còn đọc được không nhá. À, đây là MD. Khi MD thì chúng ta có thể ấn vào cái nút đấy, sau khi nhét vào chúng ta nhét đúng chiều nha quý vị nhá. Nhét sai chiều là sai luôn. Đây, MD chạy rồi. Đấy. Đấy. MD vẫn còn chạy nha quý vị nhá. Đấy, MD. MD này là em vừa đưa cái nhạc nước ngoài, nhạc có bản quyền vào cho nên em sẽ chỉ test chạy một chút xíu thôi. Đấy, để biết rằng nó đang chạy đây. MD đang chạy đây nhá. Đấy. Cho nhạc nước ngoài vào nó đánh bản quyền dữ lắm quý vị. Thank you.
đến phần nói rồi, em xin được tạm dừng. Đây, tiếp theo em sẽ thử cái đĩa nhá. Đây, đĩa, đây đĩa có đã đĩa trong này rồi. Đấy. Quý vị lưu ý khi mình sử dụng đĩa thì mình mua những cái đĩa xịn về cho nó đọc cho nó sướng nhá. Những cái đĩa mà nó liên quan đến những cái đĩa mà nó hàng rẻ tiền, hàng cỏ, hàng ấy thì tốt nhất mình đừng mua về, không có một là vừa hại mắt, vừa làm cho mắt nhanh hỏng, rất nhanh hỏng. Thậm chí có những đĩa cho vào có thể làm chết mắt ngay lập tức luôn. Đấy, cho nên quý vị mua cái đĩa xịn vào cho em nhé. Đấy. Ok, CD này em đã cho nó đọc rồi nhá. Đấy, toàn là nhạc kiểu nhạc đây là nhạc của nước ngoài cho nên là rất dễ đánh bản quyền cho nên em phải. Đấy ngay, không có là nó đánh bản quyền hỏng hết kênh của bên em ngay lập tức luôn. Đấy. Ok. Con này có thêm một cái chức năng nữa nhá. Đây để em quay cái đằng sau đít cho quý vị. Đây. Con này có thêm một cái nữa là cái USB dùng để làm sao cạc nhá. Hay người ta còn gọi là giải mã. Vâng, cái giải mã cho máy tính. Làm sao cạc cho máy tính nhá. Thì cái dòng này của nó là phải nói là tuyệt vời luôn. Nghe không khác gì cổng quang luôn quý vị ạ. Thậm chí còn rất nhiều người đánh giá còn hay hơn luôn cả cổng quang. Đấy, quý vị lúc nào có máy tính cắm vào nghe rất là phê nhá. Cắm từ cái cổng của máy tính vào cái cổng đây là cổng USB sao cạc, là cổng hình vuông nhá quý vị nhá. Đây này. Đấy, khi dùng thì quý vị mở ra. Đấy. Đấy, cái này nó người ta vẫn còn để đây nhá. Đấy, em bịt nó vào. Đấy. Đây, vừa xong em chỉ cần đấu có mỗi cái này thôi. Nó không đúng là nhưng mà đây cắm có mỗi cái này vào FM nhá. Đấy, thì là đã chạy được rồi. Con đờ lông này của nó, đây công suất của nó cũng 55W. Vâng, đấy, có đường sub out nhá, pre sub out. Sau này mình có thể là kết nối thêm cổng sub nếu quý vị cần, nhưng theo em thì chắc là không cần đâu. Đấy, cổng quang thì sẽ cắm vào đây. Em sẽ cắm test cổng quang luôn cho quý vị nhá. Cổng quang cắm vào quang y. Đấy, con này có thể làm giải mã được. Quý vị có thể là cắm lấy tín hiệu out ở đây xuống dưới âm ly nhá. Đấy. Đây, tín hiệu out ở đây xuống dưới âm ly cho em. Là quý vị đã có thể làm thành một cái giải mã cực kỳ hay rồi. Vâng, rất tuyệt vời, rất hay luôn. Đấy. Ok, sau đây em sẽ xin được test nhạc trên cái bộ này nhé quý vị nhé. Ok, bây giờ cái tín hiệu từ điện thoại nhé. Tín hiệu từ điện thoại là em cắm ở cổng tép đúng không? Bây giờ em sẽ chuyển đường sang cổng tép này nhé. Đấy, sau đó em sẽ phát nhạc nha quý vị nhé. Ok, quý vị lên đeo tai nghe vào nhé quý vị nhé. Nên đeo tai nghe vào. Vì em nói vậy tại sao? Thứ nhất là nếu quý vị nghe qua điện thoại, cái âm điện thoại của quý vị, cái loa điện thoại của quý vị nó chỉ có nẹt tẹt, gọi là tiếng nó mỏng dính là một cái. Thứ hai, không thể hiện đủ chất âm. Ví dụ em đang nghe thực tế đây nha, quý vị có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em để nghe được cái chất âm của nó nghe đến hay mức như thế nào nha quý vị nhé. Đấy, nghe của nó rất là phê và hay. Đấy. Cho nên là khi quý vị nghe, quý vị lắng tai nghe và quý vị đeo cái tai nghe vào giúp em để nghe được chất lượng âm thanh của nó tốt nhất nha quý vị nhé. Đấy. Em sẽ bật nhạc lên để quý vị nghe nhé. Con này tiếng bass của nó thì khỏi phải nói luôn quý vị ạ. Dòng MG55 tiếng bass không phải nghĩ luôn. Điều
Ok, em đã thử cái này nhá, em sẽ thử lốt cái cổng quang cho quý vị nhá. Cổng quang thì quý vị chuyển sang cổng quang cho em nhá. Đây. Đấy, cổng quang optical này nhá. Đấy. Cổng quang chạy rất tốt quý vị nhé. Cổng quang chạy rất tốt. Em đo lốt cái chiều của cái kích thước nhá, của từng sản phẩm nhá. Đây, như con này của nó nhá, cục dàn của nó này nó rơi vào khoảng tầm 15 khoảng 10 14 nhá, cao khoảng 14 quý vị nhá. Cao khoảng 14 và chiều sâu của cục dàn này nó cỡ khoảng tầm 31 nhá. 31, còn chiều cao của loa là 27 và chiều ngang của loa nó rơi vào 16. Đường kính loa bát ở đây là đo hai chiều ngắn nhất của nó là đạt là 14 cm nhé. Bát tức là bát 14. Còn nếu mà đo cái đường kính chiều dài này của nó thì nó rơi vào tầm 15. Đấy. Dòng bát này nó khác hoàn toàn với các loa bát đờ lông khác. Các loa bát đờ lông khác nó chỉ khoảng tầm 11, 12. Nhưng thằng này thiết kế 14, thậm chí mà đo chiều này lên đến tận 15 thì quý vị biết là nó đã khủng khiếp thế nào rồi. Gần như toàn bộ những cái gì mà tâm huyết của Đờ Long là người ta dồn vào dãy dòng MG55 này nhá, để làm sao cho cái tiếng bát rất hay và tiếng chung rất tốt, test cực kỳ nhuyễn. Đấy, quý vị vừa nghe xong nhá, quý vị đeo tai nghe vào và sẽ cảm nhận được cái độ hay của nó luôn. Đấy. Trong một vài phút ngắn ngủi thì em không thể diễn tả được cái độ hay của nó. Quý vị nào quan tâm đến bộ dàn này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em, hoặc có thể qua trực tiếp địa chỉ là số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để xem và mua hàng nha quý vị nhé. Đây, ê căng của nó đây quý vị ạ nhá. Ê căng của nó đây. Đấy. Đấy, ê căng của nó đây. Đấy, máy móc của nó rất là ok luôn, không có gì phải suy nghĩ cả đâu quý vị ạ nhá. Quá đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy. Vâng, em sẽ xin được kết thúc video của bên em tại đây. Vâng, thân ái, hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.